Chưa ai từng nghĩ sẽ có một cuộc chiến tranh xảy ra vào đầu thế kỷ 21, nhưng khát vọng đế quốc và mong muốn giành quyền kiểm soát Ukraine đã dẫn tới cuộc xâm lược của quân đội Nga dưới lãnh thổ Ukraine vào mùa xuân năm 2014. Một trong những mục tiêu chiến lược quan trọng là sân bay Donetsk. Trong 242 ngày, quân đội Ukraine và lực lượng tình nguyện đã bảo vệ được mục tiêu này. Nhiều người chết và những bức tường sụp đổ trước mắt họ. Họ mạo hiểm mạng sống, nhưng có gì đó bắt họ quay lại và ở lại sân bay. Quân ly khai sẽ sử dụng Buratino vào nửa đêm. Nhưng mọi người đều biết kết thúc rồi. Ngày mai chỗ này sẽ không còn gì. Không có mệnh lệnh rời khỏi sân bay. Nhưng nếu bất kỳ ai quyết định rời đi, tôi sẽ hiểu cho. Mazo, xin lỗi mọi người, tôi định tới phòng tắm hơi tối nay. Saturday, tôi không thích đi đâu muộn vào buổi tối. Git, còn tôi thì rất sợ bóng tối. Ông già, chúng ta cuối cùng đã được đi ngủ chưa? Trời ạ, mọi người can đảm đấy. Các anh không phải người nữa, là người máy kỳ bốc. Ngày trước phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Chúc may mắn. Tôi nói chuyện với anh được không? Không phải bây giờ, không có thời gian. Anh có thể cho chúng tôi vài lời không? Đừng quay tôi, đừng quay tôi, đừng sợ. Đây không phải là súng máy, tôi không phải là ngôi sao. Anh quay tôi làm gì? Nhưng làm ơn, Maso, đi với chúng tôi. Anh đổi mật khẩu rồi, vì em có đọc tin nhắn của anh. Cái gì? Laser? Anh đang ở chiến trường. Cái xe nào đựng thuốc? Chỉ huy, xin lỗi, chúng ta đang ở đâu? Tôi không phải là chỉ huy của ông. Và ông làm gì ở đây? Đã ba lần rồi. Năm tháng này không có quân thay. Gửi chúng tôi dặn người lính thực sự đi. Thẳng rồi. Mấy người chưa được huấn luyện. Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc. Chúng tôi đang bảo vệ Ukraine. Không người đàn ông nào có thể ngồi yên khi kẻ thù tấn công đất nước của chúng ta. Mát, như các bạn thấy, các binh lính của chúng ta đang chuẩn bị tới sân bay Donetsk, tâm điểm cuộc chiến. Sân bay Donetsk chỉ cách Bisky, chỗ chúng ta đang đứng 3 km. Những người lính của chúng ta gọi con đường tới sân bay là con đường của sự sống. Họ sẽ tới đó để bảo vệ gia đình mình, cha mẹ và con cái của mình. Họ tới đó để bảo vệ Ukraine. Đám bộ Nga tới và chúng ta sẽ đá thật mạnh vào mông bọn chúng. Anh có thể bước khô một chút không? Tôi không thể, nếu không sẽ đau. Lên, chúng sẽ bắn chúng ta từ ngoài. Trời ơi, các anh sẽ bị thiêu sống ở đây. Di chuyển đi. Nằm xuống, nằm xuống. Chết, chết.
súng của tôi. Hãy yên đây, tôi đi lấy. Ủa, Kalashnikov, quên nó đi, đi ra khỏi đây thôi, nhanh lên. Đứng dậy, vào trong đi. Nhanh lên đi. Mọi người ổn chứ? Chúng tôi không sao. Nhanh lên, nhanh lên. Anh gọi taxi tới sân bay à? Sao lại ngồi đó? Di chuyển, nhanh lên. Đợi tôi, đợi tôi. Đi tới sân bay à? Phải, vào đi. Tôi tưởng mình sẽ lợi chuyến bay. Các anh cảm thấy thế nào? Như là một buổi hòa nhạc dớ dẫn. Chúng ta chỉ đang tới đó. Anh đã đi đâu? Ý anh là hòa nhạc sao? Phải, hòa nhạc giao hưởng. Anh tới sân bay chưa? Chưa. Sao? Anh chém như thế anh đã tới Ilovay rồi vậy? Sao anh biết? Tôi vừa từ đó về. Tôi cũng thế. Rất vui được gặp lại bạn của mình. Trời ơi, chúng ta đã để vũ khí trong xe rồi. Anh nói đúng. Lũ đáng chết đó tới đất nước chúng ta. Rồi chúng sẽ thấy. Chúng sẽ bị chìm trong máu của mình. Được rồi, bình tĩnh đi. Các anh sẽ không tin đâu. Chúng ta tới rồi. Chào mừng. Ukraine vinh quang, những anh hùng vinh quang. Serpen, rất vui được gặp lại anh. Chuyến đi thế nào? Chúng tôi gặp rắc rối. Vì sao? Nhiều người bị thương, họ đã được đưa tới Biki. Được rồi, tất cả đây sao? Tất cả những ai vượt qua được. Được rồi, vào đi mọi người. Mọi người, đây là Serpen. Tôi đã nhắc tới anh ấy rồi. Vào đi, tự nhiên như ở nhà. Vào đi. Cho các vị khách mới xem khách sạn của chúng ta. Được rồi, tôi vừa hoàn thành danh sách. Mọi người nghe đây. Đây là danh sách đồ dùng. Mũ 14 cái, ủng 8 đôi, 4 cái cỡ 45, 3 cái cỡ 43, 1 cái cỡ 40. Ai lại đi cỡ 40 chứ? Tôi đi sao? Vậy anh là lọ lem của chúng ta rồi đấy. Trông tôi giống lọ lem sao? Tôi là cô gái nhỏ mang giày thủy tinh. Này, Boss, chúng ta có tiếp tế gì? Như mọi khi, gà ngỗng và bánh hạnh nhân. Đừng quên thêm bánh khi yêu vào. Tôi đang viết lại đây. Gà ngỗng, bánh hạnh nhân và bánh khi yêu. Đừng quên Dakha, Atavyeja, 12 miếng. Và đồ ăn lẩu, đã một tháng từ khi tôi nói thêm vào danh sách. Tôi đã cho nó vào danh sách một tháng. Đưa cái này cho đội tình nguyện. Trong trường hợp tôi chết. Gì thế? Đang kiểm tra. Đã rõ. Các anh muốn xem khách sạn tiện nghi 4 sao của chúng tôi không? Tôi là Gilde. Saturday. Major. Là Major đó sao? Tôi không nghĩ thế. Mark. Thần chiến tranh. Là viên tắc của Maxenko Slava. Thế thôi, dừng lại đi, đừng diện cớ. Thừa nhận là anh thích nó đi. Còn ông là ai? Kolia. Ý danh của ông chỉ Kolia thôi. Ông ấy bị phân về đây. Vậy là tôi tệ hơn. Không, nhưng ông cũng không phải lính. Đây không phải là đội của anh sao? Không, lính của tôi quay lại, tôi nói rồi. Chỉ huy thứ lỗi. Tôi từ lữ đoàn 79 và tôi đang tìm người của mình. Gil sẽ dẫn anh tới chỗ của họ. Đã rõ. Còn những người còn lại, chúng ta sẽ xử lý sau. Sau khi quay lại, tôi sẽ tới căn cứ. Khoan đã, tôi không hiểu. Chúng ta sẽ làm gì? Ai sẽ là chỉ huy của ta?
Ta nên thử biết không? Nhìn đi, chúng ta có vài gã nghiêm túc ở đây. Nghe đây, tôi chán trò ngu ngốc của anh rồi. Thật sao? Phải. Phải. Chỉ huy tiểu đoàn sẽ giải thích hết cho anh khi anh ấy quay lại, rõ chứ? Đây mọi người, các anh đã hứa sẽ dẫn chúng tôi đi tham quan. Tham quan? Tôi nói đến đâu rồi nhỉ? Đây là nơi chúng ta gọi là studio. Tất cả ở trong một phòng, bếp, bồn cầu, giường. Kia là nhà hàng của chúng tôi. Ba người ly khai, nghe không hấp dẫn chút nào. Đúng thế, chỗ có lực lượng tấn công ở đâu? Theo tôi sẽ chỉ cho anh. Tốt. Anh để chúng tôi qua chứ? Cảm ơn. Được rồi, mọi người đi thôi. Không nghe thấy anh ấy sao? Đi thôi. Từ đoạn này cúi đầu xuống. Anh kiếm đâu ra người bạn này? Một cô gái, một giải thưởng. Tôi đưa cô ấy tới. Phải, như thể chúng ta đứng trước mặt bây giờ. Căn cứ đây, xin hãy trả lời. Gil, nghe đây. Có động thái ở điểm cuối mới. Các anh có xa đó không? Đang ở lối vào. Chúng tôi đang tới đó, đã rõ. Vui vẻ thôi chứ, đã rõ. Khoan, có ai có súng không? Tôi có lựu đạn. Được rồi, hai người ở lại. Thần chiến tranh theo tôi. Tôi sẽ bọc lót. Anh đi đâu đấy? Tôi đã bảo ở lại. Sao tôi phải nghe anh? Đúng thế. Họ trông như người của chúng ta. Không thể nào. Tarat, là anh sao? Gil, đúng vậy, là tôi. Đi thôi mọi người. Mọi người có chuyện gì? Tôi không biết. Chúng bất ngờ tấn công chúng tôi, không ai thấy gì cả. Chắc là chúng từ trên trời rơi xuống. Tiếp tục nói đùa đi. Anh đọc não tôi à? Có khoảng 40 người. Không, ít hơn. Chính xác là ở đâu? Tầng 2, gần chỗ miễn nhiệm vụ. Đây, tôi chưa bao giờ vào đó. Con dâu của tôi nói ở đó whisky rất rẻ. Chắc rồi, mọi người không hiểu vấn đề sao? Chúng tôi hiểu các chàng trai. Đưa một quả lựu đạn cho bác Cola được chứ? Bắt đầu công việc thôi. Kiều, chúng ta tiếp tục tham quan chứ. Anh đúng là một du khách cứng đầu. Di chuyển đi. Các chàng trai sẽ bọc lót chúng ta. Anh có chơi Corner Style không? Giống trong game thôi, đừng lo. Qua bàn này, chuyển tới bàn khác, hiểu chưa? Đi thôi, đừng sợ. Tốt. Đi thôi.
hai quả. Đám ly khai, điểm danh. Lại đây bọn tao sẽ giết mày, đồ đáng chết. Tốt hơn nên lên đây, chúng không thể đi đâu được. Mọi người, chúng tôi lấy ít súng được chứ? Chỉ còn 3 khẩu, nhưng có 6 người chúng ta. 5, sát tới đây sẽ ở lại, đã rõ. Mọi người, đi một vòng nào. Tôi có cái này cho các cậu xem. Đi thôi. Là tôi, có chuyện gì? Tôi đi cùng anh. Rõ chưa? Được rồi. Đừng dọa chúng tôi nữa. Đi thôi mọi người, được. Chúng ta tới rồi. Gì đây? Qua vì cư xử tốt à? Dĩ nhiên, tử thần của sân bay. Tôi chụp ảnh được chứ? Được. Nhưng chỉ có cái chết ở đây. Chắc chắn nó có gắn thuốc nổ. Phải. Đám ly khai muốn chúng ta đuổi với tù nhân. Tôi kiểu như đến và lấy đi. Nhưng chúng không đến. Về lại tháp thôi. Từ đó mọi người sẽ nhìn được tổng thể khu vực. Có rất nhiều xác chết và người bị thương. Chúng ta không thể bắt chúng. Chúng sẽ bắt chúng ta. Đám bắn tỉa rất thận trọng. Ở bên trái kia, ta có thể đi qua đó không? Chúng sẽ không thấy ta. Và ta tới chỗ lùm cây thế nào? Sao tôi có thể chiến đấu mà không có vũ khí? Tôi nên nghĩ về điều đó sớm hơn. Giờ hãy đợi cơ hội. May là anh không phải chỉ huy của tôi. Chỉ huy của anh cũng sẽ nói thế. Dĩ nhiên. Tôi nghe nói chúng tôi có lãnh đạo tôi. Mọi người, chuyến tham quan kết thúc. Về lại căn cứ thôi. Điểm cuối này tôi đã ở đây trước đây, năm 2011 và 2012. Cúp vô địch châu Âu là khi nào? 2012. Vậy là tôi ở đây năm 2011. Khi chỗ này đang được xây, tôi đã qua đêm với một cô gái từ Moscow. Từ Moscow. Saturday, anh không phải người Ái Quốc. Quấy không sao, bị quản chuyến bay. Đồ ngu, chuyến bay của cô ấy bị quản. Chúng tôi mua một chai nước ở bar. Lấy 2 ly và lấy whisky từ dưới bàn. Như người giàu, whisky có màu giống Bendy không? Ông già, dạ, ông tới từ làng nào thế? Mahorod là thành phố. Và ông chưa bao giờ uống whisky. Nước khoáng của chúng tôi nặng 60 độ, bếp nào cũng có. Tôi đã hỏi xin đồ nhắm cả tháng rồi. Sau khi tới Phoenix là anh à? Là tôi chứ còn ai? Đã rõ. Là nó à? Ông lấy nó từ đâu? Từ một phần thưởng. Ông làm lúc nào? Này, hai người thì thầm gì thế? Ra bàn đi. Giờ sao? Ra đi.
Thứ đó bị cấm ở đây. Cậu cũng uống rượu khi không được phép ở bar. Uống việc này đầu nào? Đợi đến khi chỉ huy đi đã. Tôi để nó ở đâu? Xin phép được nói chỉ huy. Cho phép. Tình nguyện viên Anston, bí danh Macho, sẵn sàng phục vụ. Tôi đang đợi mệnh lệnh và nhiệm vụ. Anh đã từng phục vụ trong quân đội chưa? Chưa. Tôi được huấn luyện 3 tuần ở Desna. Tôi hiểu. Ăn tối với những người khác đi. Rồi chúng tôi sẽ nói mọi thứ ra. Cảm ơn chỉ huy. Mọi người nghĩ sao? Rất có tinh thần gì? Nếu là phụ nữ thì có thể. Tôi có thể nhận anh ta. Không, đừng lo. Chú ý. Chúc ngon miệng. Cảm ơn. Đến mới. Tôi muốn cảm ơn vì ngày đầu phục vụ. Giờ là phần còn lại. Anh sẽ ở chỗ điểm cuối mới. Và quan trọng nhất, Simon sẽ là chỉ huy của anh. Từ giờ anh ấy là thần và là chủ nhân của anh. Có câu hỏi gì không? Không, đã rõ. Hôm nay chúng ta sẽ làm nhiệm vụ ở đây theo thời gian biểu như sau. Từ 12 giờ tới 2 giờ Saturday và ông già. Từ 2 tới 4 giờ Mark và Macho. Từ 4 tới 6 giờ là tôi. Tới 6 giờ chúng ta sẽ tập trung ở đây để tới điểm cuối mới. Vâng, thưa ngài. Không có câu hỏi gì. Redu, tôi nói chuyện với anh được không? Ước gì có ít đá. Để làm gì? Whisky uống với đá. Mọi người có đá trong tủ lạnh không? Có chứ. Đó là cái tủ lạnh mà. Cái gì thế, Gil? Chuyện gì thế, thằng dở hơi? Anh cần bao nhiêu sân bay và Jamobi nữa? Uống rượu cho đủ sao, quý ông? Bình tĩnh đi. Họ chỉ là một trong số những người chết đầu tiên. Chúng tôi đã nghĩ có thể đổi họ với chúng tôi. Nhưng không ai quan tâm tới họ cả. Nên họ ở đây tới chết. Anh cảm thấy thế nào khi... Làm sao? Khi giết người. Tôi không xem chúng như con người. Kể cả khi họ ngay trước mặt anh. Tôi vui. Tôi vui vì chúng không giết tôi. Dĩ nhiên, có những người để lại ký hiệu. Họ tranh đấu ai giết nhiều hơn. Tôi không làm thế. Lần đầu anh làm thế, cảm giác thế nào? Sao anh cứ hỏi tôi điều này?
Tôi sẽ giết bạn tôi và đi bị chung một tháng trước. Tôi sẽ giết. Chúng tôi đã mong được đi tới Thái Lan mùa hè tới. Đám đó tới nước ta, lũ đáng chết. Lũ đáng chết, tôi sẽ giết chúng. Bình tĩnh, bình tĩnh đi. Tôi sẽ giết tụi nó. Mắt cậu sẽ làm được. Nhạc chuông rất đúng lúc. Cậu ổn chứ? Đi ngủ thôi. Давайте спать, а? Ngày Saturday, Macho có giàu không? Có lẽ gia đình anh ấy không tầm thường. Lạ thật. Con trai tôi từ gia đình bình thường. Nó cũng đi tình nguyện. Nó gọi cho chúng tôi từ tiền tuyến. Chúng tôi không biết gì cả. Con dâu tôi sẽ cộng nó vào thùng xe nếu nó biết về chuyện đó. Cậu ấy làm đúng. Một thanh niên nên bảo vệ tổ quốc của mình. Nhưng ông già, ông mới nên bị cộng vào thùng xe. Không có ý gì. Này thông minh, đưa ta một khẩu súng. Rồi xem ai nên bị cộng với cái gì. Được rồi, đừng cáu. Bốn giờ rồi. Bốn giờ sáng. Được rồi. Anh đi đâu? Đi vệ sinh. Không thể nào. Theo dõi tiếp đi. Tôi sẽ quay lại ngay. Điên mất. Ngừng bắn, là người của ta. Tên ngốc đó là người của ta. Trời ơi. Một trong số các anh đã phá luật trong ngày đầu tiên. Có lẽ anh ấy ở đây vì lý do khác thôi. Nên tôi rất muốn nghe lý do từ anh. Xin hãy thành thật. Vì tôi ghét. Ghét ai? Những kẻ đã giết người của chúng ta. Những kẻ vượt qua biên giới. Tất cả những kẻ tới đây. Nhưng chúng là người. Người Nga. Người Caro. Tôi không biết. Anh nhận ra trong đó có người Ukraine chứ? Chúng là loại người Ukraine gì? Người Ukraine yêu Ukraine. Ông có yêu không? Tại sao ạ?
Có. Mọi thứ về nó. Nhưng vì sao? Ý anh là sao? Đó chỉ là câu hỏi. Có thể không yêu. Ông có yêu vợ mình vì thứ gì đặc biệt không? Trái lại, tôi yêu sự bình thường của cô ấy. Không có thứ gì để yêu cô ấy cả. Gà nua và câu có. Có lẽ vì món súp. Có lẽ món súp là thứ đặc biệt. Còn Ukraine, tại sao? Vì vẻ đẹp tự nhiên. Phải, tự nhiên rất đẹp. Vườn cherry trước nhà, tôi hiểu. Ông có vườn nào không? Cha mẹ tôi từng có. Ông có yêu những con phố của ta không? Tại sao? Đúng thế, chẳng có gì để yêu. Không còn đường hay vườn. Vẻ đẹp tự nhiên. Tới Chernobyl đi. Vậy chúng ta chiến đấu vì điều gì? Khi tôi thấy mọi chuyện tệ thế nào, rất đau lòng. Sao không để chúng tôi yên? Trước hết chính phủ rồi tới nước láng giềng. Nếu tôi hình dung biên giới Nga ở Poltava, có khiến tim tôi ngừng đập không? Tôi không thể nghe thêm lời nói dối nữa về các quốc gia anh em. Khi mà một quốc gia bắt quốc gia còn lại làm gì? Để em tham gia chiến tranh. Để em. Khi con trai tôi. Tôi phải làm thế. Tôi phải ở đây. Tôi có một khu vườn ngay đây. Hiểu chứ? Tôi hiểu. Còn anh thì sao? Tôi là một quân nhân. Tôi làm theo lời thề của mình. Thế là đủ lý do rồi. Người anh em, với tôi thì không. Đơn giản làm theo mệnh lệnh không đủ lý do cho tôi. Trong cuộc chiến này, một người nên nghĩ, yêu, cảm nhận sự bất công. Ông già đã cảm nhận sự bất công. Đó là lý do ông ấy ở đây, động lực lớn nhất. Tôi cũng cảm thấy được. Chúng ta chiến đấu không chỉ vì đám người Nga và Kadyrov. Chúng ta chiến đấu với cả người Ukraine của chúng ta nữa. Và điều này thật tệ. Chúng ta phải nghĩ tại sao nó xảy ra. Là lỗi của anh. Chúng ta phải học và biết lịch sử. Phân tích lỗi của mình. Nếu chúng ta ở đây, có nghĩa là chúng ta đồng ý trả giá cho quá khứ để bảo vệ hiện tại và có thể đóng góp cho tương lai. Saben, tôi muốn dạo đội của anh. Tại sao? Vì tôi yêu Ukraine. Truyền giáo. Đồ điên khùng. Được rồi. Tình nguyện sao? Được. Để họ ở đó. Mà cho quay lại chứ. Rồi, tạm biệt.
Tôi sẽ đi kiểm tra. Đi đi. Gã điên trong xe quân ly khai là ai vậy? Gần hơn đi. Đây kêu, thử cái này đi. Tuyệt. Kêu, dừng lại. Serpentor Karat. Serpentor Karat. Karat nghe đây. Để cái xe đó đi qua, là người của ta. Là người của ta. Phải, là người của ta. Ý anh là sao? Anh ta lấy cái xe đó từ đâu? Tên ngu đó. Anh điên rồi. Ông già, cho ông này, từ người anh em Nga. Bố quà tuyệt vời để con trai. Màn diễn hay, tuyệt đúng không? Tốt lắm. Rất vui vì anh quay lại. Tối nay lúc 8 giờ chiếc xe chở người bị thương sẽ tới Bishki. Anh sẽ đi với họ. Để tôi dạy thích. Vào 8 giờ anh sẽ rời sân bay. Vì đã làm trái mình lệnh, anh thậm chí còn mang về một tên ly khai. Đáng chết. Mất. Chuyện gì với cậu vậy? Sao cậu làm vậy? Hắn có thể nói ta những tin quan trọng. Vì ba đi. Tên đi. Đứng dậy con trai. Đi thôi, nhanh lên. Seven, tôi nói chuyện với anh được không? Ngắn gọn thôi. Tôi phải ở lại. Tôi không nghĩ thế. Seven, tôi phải ở lại. Tôi đã cấm đi ra ngoài. Anh không tuân theo mệnh lệnh. Lúc đó anh chưa phải chỉ huy. Tôi nghĩ mình là chỉ huy. Khi tôi nói tập trung lúc 6 giờ, phải là lỗi của tôi. Tôi đã nghĩ mình có thể quay lại đúng giờ, nhưng tôi bị lạc và chúng xuất hiện. Tôi có được giấy tờ từ hai tên người Nga. Hãy để tôi ở lại. Được, đóng giấy tờ ở lại. Nhưng anh thì không. Cái gì vậy? Tôi đi cùng anh được ở lại sao? Anh đã phá hoại 23 năm. Dừng lại. Tôi phá hoại cái gì? Tôi không biết nhiều về lịch sử. Có lẽ có vài nhân tố trong quá trình. Nhưng tôi biết một điều. Dù là gì đi nữa, đất nước 23 năm trước đã đặt vào tay anh. Ukraine với nguồn tài nguyên dồi dào và kinh tế. Và anh được hưởng lợi mà không có chiến tranh hay nạn nhân. Anh chỉ cần phát triển nó. Tại bên như là một gia đình. Hoặc là anh chăm sóc họ. Hoặc là anh bỏ đi và bán mọi thứ. Và sẽ không để lại gì cho con mình ngoài trừ sự mất an toàn và nỗi sợ. Đó là điều anh đã làm cho đất nước và với con mình. Anh phá hoại và gần như là mất nước. Và anh không có cơ hội nào để bảo vệ nó. Vì anh đã làm mất nó rồi. Tất cả những ai sinh ra ở Soviet giờ đều là lũ thua cuộc.
Đó là lý do tôi ở đây. Thế vì là một cuộc thi quốc tế dớ dẫn mà tôi sẽ không phải cầm súng. Anh đẩy tôi về với nhiều thế hệ trước đó. Chỉ vì anh mà giờ tôi phải cầm vũ khí. Và anh không thể cấm tôi làm điều đó. Mà cho, sao? Đi thì đi. Và học ít lịch sử. Đi chết đi. Chỉ huy, mắt không được khỏe. Đã rõ. Này anh bạn, anh thế nào rồi? Anh ấy bị đau tim. Giờ thì cho thứ này dưới lưỡi. Được rồi, anh sẽ sớm khỏe hơn thôi. Chuyện này xảy ra trước đây chưa? Chúng ta phải đưa anh ta ra khỏi đây. Chúng ta sẽ làm như sau. Anh đi về nhà, kiểm tra sức khỏe và quay lại khi muốn. Tôi hứa với anh sẽ không ai để anh ra khỏi chuyện này. Hiểu chưa? Sẽ ổn thôi. Đi được không? Đi nào, đứng dậy đi. Chăm sóc bản thân. Được rồi. Cảm ơn vì vũ khí, tôi sẽ giữ gìn nó. Chúng ta đi được chưa? Rồi. Dĩ nhiên. Cuộc thi gì vậy? Cuộc thi âm nhạc ở Vienna. Anh sợ hãi sao? Cá xem. Một tour nữa thôi. Đức may mắn. Không. Đi thôi. Tôi là nhà vật lý, bí danh là Mento. Để nhanh chóng giải tỏa stress và lấy lại sức mạnh, anh phải massage phần này giữa hai chân mày, dưới mũi, môi dưới và dùng ngón cái ở giữa lòng bàn tay. Và anh có thể xoa tay mình vào tay khác đến khi ấm lên. Xoa vào nhau. Ý anh là tay tôi xoa vào tay người khác sao? Cho đến khi ấm lên. Con trai, sao con có thể nói điều này với những anh hùng? Ông có thể xoa tay cũng giúp ông tập trung và sảng khoái. Chỉ một ly nước khoáng mới làm ta sảng khoái thôi. Vợ tôi biết cách làm tôi sảng khoái vào buổi sáng. Làm sao biết được cái chết? Các anh thấy đấy, quan trọng là không phủ nhận nó. Đừng giả vờ là anh không cảm thấy gì. Anh nên phân tích và hiểu phản ứng của mình. Khóc là một phản ứng bình thường, giống như giận dữ hay phẫn nộ vậy. Dù sao thì tôi nghĩ các anh nên nói chuyện với nhau về điều đó. Thì một người anh có thể tin tưởng, một vị cha xứ, hoặc là một nhà tâm lý học. Nhưng chúng tôi ở đây cũng giống tu viện rồi. Nhìn đây, một lão trụ trì và chúng ta, các nhà sư. Tôi là một nhà tâm lý học quân sự và cũng là một người có đức tin. Các anh có thể nói với tôi mọi lúc. Anh biết cách gắn tay chân lại không? Tôi đã được huấn luyện làm việc đó. Tôi đã tới tiền tuyến ở Biki và Skatia. Tôi biết các bước chăm sóc y tế, dù tôi không phải bác sĩ. Không thể tin được đúng không? Chúng ta có nhà tâm lý học viên. Bọn Mỹ phải trả nhiều tiền trong khi chúng ta có miễn phí. Phòng tư vấn của anh đâu bác sĩ? Tôi xếp hàng đầu tiên. Tôi thứ hai, ai cuối, anh sau tôi. Được rồi, tôi sẽ tư vấn ngay tại đây. Anh biết bắn súng không? Tôi có, nhưng tôi ngắm rất tệ. Anh đúng là không thể thay thế. Tôi có thể lau chùi vũ khí. Và quan trọng hơn, tôi có thể cứu chữa bệnh. Và anh bảo là phải massage ở đâu? Xoa vào nhau. Xoa nó. Nhìn ông ấy sảng khoái đi. Khi ông sảng khoái rồi, hãy ăn một miếng.
Anh ta đang làm gì thế? Dọa bọn ly khai. Này, buổi giao hưởng nhân dịp gì thế? Để tưởng nhớ nhà văn nổi tiếng Nikolai Gogol. Ai thích Gogol? Rất thích. Giờ nghe đây, đừng lãng phí thời gian nữa và đi vào vị trí đi. Mệnh lệnh đấy. Gogol, tên đó vẫn viết sách ở Nga đúng chứ? Có gì khác đâu. Hắn phản bội Ukraine nhưng lại tôn vinh làm văn học Nga, đúng là anh hùng. Đó là lý do tôi sẽ không bao giờ gia nhập với những người như anh, những người theo chủ nghĩa dân tộc, vì anh thật cố chấp. Thì tôi cố chấp thật mà. Gogol là một thiên tài, sinh ra ở Ukraine. Tài năng của ông ấy là món quà của nhân loại. Những thứ ông ấy viết còn vượt qua cả những vấn đề quốc gia. Ông ấy định hình bối cảnh văn học thế giới. Vậy anh là một trong số họ. Ai cơ, chủ nghĩa tự do. Làm gì có cái đó. Nhưng nó lại hậu quả. Bởi vì những người như anh, chúng ta ở trong tình huống thế này. Những công dân xấu hổ khi nói tiếng mẹ đẻ, họ chuyển sang nói một ngôn ngữ khác. Nhưng mọi người đều đồng tình với nó. Chúng ta cho phép lấy đi Crimea và không được phép để cầm vũ khí và đá đít bọn xâm lược. Đây là điều mà các anh học từ bọn xâm lược. Chúng tạo ra những huyền thoại từ lịch sử đáng nghi ngờ của mình. Chúng lấy đi sự trợ giúp của người khác, giống như chúng làm với Gogol của anh. Nhưng ông ấy đã châm biếm bọn chúng. Ông ta giúp bọn chúng tạo nên huyền thoại, ca ngợi linh hồn nước Nga sâu lắng và quyền bí. Và Gogol không phải là người duy nhất. Toàn bộ tinh hoa văn hóa của chúng ta tồn tại suốt hàng thế kỷ để giúp ích cho nước khác. Và những kẻ chủ nghĩa tự do như anh nghĩ thế là không sao. Bối cảnh thế giới không làm mất đi của tôi cái gì. Nhưng bối cảnh Ukraine biến mất thì mất hết. Tôi không còn huyền thoại hay anh hùng gì cả. Còn Zabuihan Kosat thì sao? Họ đã biến thành đám hệ từ rất lâu rồi. Tôi không đùa anh. Tôi đến gặp thiết với con gái. Và có hai gã ăn mặc giống nhà Cossack. Khán giả dở òa, họ nhảy lên thật tự nhiên. Phải, nhà Cossack thuộc về đạp thiết. Nhưng cộng đồng những người theo chủ nghĩa dân tộc của anh không thể giới thiệu được thứ gì mới. Chỉ có nhà Cossack. Sự hùng biện cường điệu của các anh đúng là một trò hề lỗi thời. Khoan đã, khoan đã. Trò hề lỗi thời thì sao? Sao bỗng nhiên các anh nhớ đến cái thứ cổ lỗ này khi nó bỗng nhiên nguy hiểm? Các anh mặc những chiếc áo thêu, cầm những lá cờ. Vì trong tiềm thức các anh nhận ra mình không tồn tại mà không có những trò hề lỗi thời đó. Anh có nói tiếng Ukraine cả đời mình không? Không, không khó để đoán. Vì anh có đủ rồi. Anh bắt đầu sử dụng ngôn ngữ như là vũ khí. Rồi tất cả mọi thứ sẽ biết anh là người Ukraine. Đối với anh có lẽ ngôn ngữ là vũ khí, nhưng đối với tôi là âm nhạc. Vậy anh là một tên theo chủ nghĩa thơ ca tự do. Thời điểm đưa một thứ âm nhạc ra đời là lúc hoàn cảnh và cảm xúc của tôi thích hợp nhất. Tôi cảm thấy thế. Nói thế nào thì nói thế đấy. Tốt là tốt, xấu là xấu. Gogol là kẻ phản bội. Để Gogol yên. Tốt với xấu. Anh và tôi, chúng ta hiểu cái tốt theo cách khác nhau. Tôi muốn sống trong một đất nước phát triển với nền văn hóa rộng mở. Còn anh muốn tạo ra một quốc gia khép kín. Anh muốn đổi gánh nặng này lấy gánh nặng khác. Tôi mới là người mơ về nền độc lập thực sự.
Còn anh, ôi trời, làm đi, xóa hết biên giới. Nhưng sau đó đừng hối hận. Khi anh phải quay về nhà, sẽ không còn nơi nào để về nữa. Anh đang nói tôi sao? Thế còn việc hầu hết chúng ta ở đây đều như tôi. Và hầu hết những người như tôi sẽ tới Maidan. Theo lời của anh, bây giờ tất cả chúng tôi đều đang chiến đấu và hy sinh tại đây. Thật nhục nhã, kể cả anh thắng, anh cũng sẽ thua ngay lập tức. Nhưng anh mất nước, anh sẽ đổ mọi thứ xuống cống. Tôi chỉ đang bắt đầu chiến đấu theo đúng cách. Ai đổ nó xuống cống? Dừng lại đi. Cả hai đều đứng. Nhưng giờ cả hai lại đang cãi lộn vì mấy thứ dớ dở. Ra từ đây, anh gọi mấy ý thức quốc gia là dớ dẫn sau. Bạn của tôi, xin thứ lỗi. Nhưng ở trường không ai có thể bắt tôi đọc Gogol hay Chechenko. Tôi đọc Stephen King và giờ vẫn thế. Và những quyền thoại mà các anh đang nói, chúng tôi sẽ tạo ra ngay bây giờ và trong cả những thế kỷ tiếp. Các anh ồn ào gì vậy? Chúng sẽ sớm tới thôi. Chúng không còn đồ ăn dưới đó, hay còn dừa nước. Chúng ta đã đợi chúng quá lâu rồi. 6 hay 8 ngày nữa. Như là tôi đã đợi ở đây nửa cuộc đời mình. Tôi mới ở đây nửa cuộc đời. Cậu mới ở đây 5 ngày thôi. Nhanh lên các anh, đến giờ ăn rồi. Đi ăn thôi. Món đậu ưa thích của tôi. Chỉ huy, hát đi. Nhân danh Ukraine vĩ đại, nhà văn Stephen King. An toàn. Темна ніч гори вкрила. Фільм được chiếu trên nền tảng tvhay.org. А в ній постать сніжно біла. Сеню в ній пізнав. Він дивився в очі сині. Тихо збережись на сосні. Я постучу. І слова балки любові. Він до неї промовляв. Куцу как Сеню. Я тобі на трембіті. Але ж одів ці всі. На честь видатного українського письменника Стівена Кінга. Концерт. Звук трембіти лунає. А ще серце кохає. Бо гаряча можа душа страждає. Звук трембіти лунає. А що це... Tên đó đi rồi.
Lão già làm gì thế? Có thấy không? Ông ấy lấy khẩu súng và một tay bắn hạ hầu hết bọn ly khai. Lão già, tôi đã nghĩ ông là một người nuôi ông, nhưng hóa ra ông là một chiến binh. Tôi không bắn trước đây, bởi vì tôi không có súng. Serben, sao anh ta nhận ra được tên ly khai đó? Nào, bình tĩnh, được rồi, tôi biết. Tôi không thể bắn. Cánh tay tôi không nghe lời tôi. Chuyện đó có thể xảy ra mà. Tốt lắm mọi người. Cảm ơn chỉ huy. Giờ chúng ta cần giữ vững vị trí. Đây chính xác là nhiệm vụ của chúng ta. Mục tiêu của chúng ta là giữ vững tầng 1 và tìm tên ly khai cuối cùng. Mong là tôi không làm phiền anh. Nếu anh nhìn theo hướng đó, trong đó không giống một cuộc chiến. Có chứ. Ý tôi là như thế này. Giảm tầm nhìn xuống và bỏ qua cuộc chiến. Đúng thế. Nhưng anh không thể đứng lâu như thế được. Tôi nhận ra anh ở phố Huevokoho. Anh đang thổi kèn trumpet. Tôi nhớ khói thuốc, tiếng gào thét và những cú bắn. Và bỗng nhiên anh ở đó với âm nhạc của mình. Có vẻ như anh đang nói về người khác. Cha mẹ của anh nghĩ sao về việc anh ở đây? Tôi nhận được thông báo điều động. Bố tôi có các mối quan hệ. Ông ấy gọi cho tất cả mọi người ngay lập tức. Mẹ tôi thì cuống cuồng. Họ nói tôi nên ra nước ngoài. Tôi nói được rồi, không vấn đề gì. Chúng tôi tới sân bay và tạm biệt nhau. Tôi ngồi ở khu vực miễn nhiệm vụ, rồi xem tin tức và về sân bay Donetsk. Tôi bắt đầu tự hỏi so với sân bay Bobrychiv như thế nào. Không đợi nào, anh thay đổi suy nghĩ chỉ như thế. Tôi đã không định đi. Tôi đã chuẩn bị mọi giấy tờ và bắt xe tới phòng tuyển quân. Vậy bố mẹ của anh vẫn không biết anh ở đây à? Hôm nay có bão, bọn con không thể bơi. Ngày mai phỏng vấn ở phòng du lịch. Thế thôi. Tôi nghĩ họ sẽ sớm tìm ra thôi. Càng muộn càng tốt. Anh biết đấy, tôi đã bỏ qua Maiden một thời gian dài. Nhưng nó thay đổi vào ngày họ đe dọa sẽ dùng vũ lực xóa sổ Maiden. Tôi đã tới đó vì tôi chắc nơi đó sẽ sống. Nhưng thứ tôi thấy hoàn toàn ngược lại logic của tôi. Không ai được ở đó cả. Nhưng có rất nhiều người tập trung. Và mọi người đều đang làm gì đó. Kể cả những con kiến cũng không làm việc chăm chỉ như họ. Tôi thấy một người khuyết tật trên xe lăn đang dọn tuyết khỏi đường đi. Tôi tới giúp anh ấy. Tôi không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng đột nhiên tôi khóc và tự bảo bản thân Leosa. Đúng thế. Mày đã đưa ra lựa chọn cuối cùng của mình. Ngày hôm sau tới gia nhập đơn vị hỗ trợ tâm lý. Tôi hữu dụng ở đó hơn là mang nước và túi đựng tuyết. Và tôi được đi thẳng xuống đây từ đó. Hầu hết mọi người sẽ không làm như anh. Anh đi cùng với một cô gái ở Maiden. Rất xinh đẹp. Cô ấy sao rồi? Dù sao thì anh sẽ không đưa cô ấy về nhà mà không có lý do, đúng không? Anh muốn gọi điện không? Tôi không muốn làm phiền. Dừng lại.
Ukraine vạn tuế. Các anh hùng vạn tuế. Sao anh ở đây? Tôi tới chỗ người của mình để đưa vũ khí. Người của anh là ai? Nghĩa là sao? Lữ đoàn nào? Số 71. Tôi đi được chứ? Đi đi. Khoan đã. Anh là ai? Không có lữ đoàn số 71. Đừng bắn. Tôi ở phe của anh. Anh điên rồi. Bắn người phe mình. Bỏ vũ khí xuống. Lùi lại ba bước. Đi với chúng tôi. Chúng tôi sẽ điều tra mọi thứ. Được rồi. Nhìn xem chuyện gì này. Gì thế? Chúa ơi, tôi không biết nên làm gì. Gọi giờ hỏi vợ anh. Tôi nên nói gì? Đã đi xa, anh có một con mèo sắp sinh à? Đùa tôi sao? Tôi thà chiến đấu còn hơn. Giờ thì sao hả mèo? Chúng ta làm được gì? Dạ không đáng sợ lắm. Giờ thì mày làm việc của mày đi. Tao không biết. Rồi con ăn đi. Tao phải đi. Đây không phải là chuyên môn của tao. Ra tới đây đâu? Ra tới đây đi. Nằm xuống. Tao cha sinh rồi. Chị dâu của anh sao? Không, con mèo. Tôi sẽ giúp cho anh. Đáp trả. Di chuyển nhanh.
sao em lặng vậy? Kết thúc rồi. Kết thúc. Kết thúc rồi. Chúng ta thắng rồi. Đúng là địa ngục. Phải. Đám ly khai chiếm điểm cuối cùng, rồi xâm nhập vào chỗ mới. Chúng ta đã đẩy chúng ra, và chúng ta đã thành công. Anh đã ngủ trong lúc đó. Mọi người đâu hết rồi? Những người bị thương nặng đã được đưa đi rồi. Họ cũng muốn đưa anh đi, nhưng không còn chỗ nữa. Họ chỉ đưa những người tệ nhất đi. Anh dậy rồi. Tôi đã ngủ qua mọi thứ. Nó không hẳn là ngủ, anh ốm mà. Quay lại đi, anh bị chấn động. Anh phải ở trên giường, tiêm một mũi. Ngày mai anh sẽ ổn thôi. Nghỉ ngơi đi. Tên gì? Yegoro Ivanovich. Chính xác là anh tới đây làm gì? Sao anh ta không nói? Bị điếc hay sao à? Tôi không hiểu anh ta nói gì. Anh đến từ đâu? Từ Vladimirskaya Oblast. Chiếc nhẫn vàng của Nga. Anh làm cái gì ở đây? Ivanovich. Chúng tôi được đưa tới đây. Tôi không biết. Đồ đáng chết. Cái gì? Đồ dân chủ dở hơi. Đây Gil. Bảo bác sĩ tới khám cho hắn ta. Đã rõ. Và ngươi đến từ đâu to mồm? Ta đến từ đây. Hiểu chứ? Chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Nghe đây, chúng tôi cần một kênh xanh và một giờ ngừng bắn. Chúng tôi gặp nhau ở vùng trung lập, không mang vũ khí. Các anh ở vị trí tới khi chúng tôi quay lại căn cứ. Rõ chứ? Tốt, chúng ta có cách. Người quan trọng đây. Đường tôn. Chào mừng đồng chí đại tướng. Thật bất thường. Nước nào cũng thích Chibok. Anh có nghĩ hắn ở đây để trao quân chương không? Ông tưởng tượng được không? Không có lệnh khai quả, các anh đã vi phạm hiệp định Minh. Họ đã bắt đầu tấn công trước. Nghe đây, tôi không muốn nghe điều đó. Thật trẻ con. Hiệp định đã rõ ràng. Có những điều khoản rõ ràng về khai quả. Nếu nó nói không khai quả, các anh không nên làm thế. Để chúng tôi không thể tự phòng ngự sao? Các anh không phòng ngự. Có hơn 100 người phe họ chết. Hàng tấn phương tiện hỏng. TV chỉ phóng đại ra thôi. Tất cả Ukraine trên TV. Chưa nói đến châu Âu và Nga. Họ thấy cảnh tượng gì? Thật tuyệt vời. Tất cả người Ukraine đang tấn công khai quả. Là chúng ta sẽ tự bỏ sân bay sao? Nếu chúng tấn công, ta phải phòng thủ. Ra lệnh cho chúng tôi rời khỏi tòa nhà đi. Các anh sẽ nhận được khi chúng tôi cần. Và các anh phải tuân theo. Trong khi đó, nghe theo lệnh hiện giờ. Rõ chưa? Tôi chịu đủ rồi.
Ai thế? Một giáo viên dạy lịch sử. Nếu chúng ta không phòng ngự, thế giới sẽ thấy thương vong của ta và sân bay bị bỏ mặc. Tôi biết, Sako, nhưng tôi đã nói điều cần nói. Mạnh mẽ lên. Macho, anh sẽ lái xe chở họ về. Tôi sẽ đưa họ tới chỗ xe cứu thương. Đưa mấy tên lính lại đây. Chúng bay nhìn gì? Đi trước đi. Sabat. Một người thôi. Tôi sợ nếu phải đi một mình. Để vũ khí lại. Tám tù nhân đây. Đây là hộ chiếu và đồ cần thiết. Lại đây, ta sẽ giết ngươi nếu ngươi tạo ra tiếng động. Kêu, anh điên à? Tôi không quan tâm, chỉ cần một tiếng động thôi. Kêu, tôi quan tâm, và người chúng ta cũng thế. Giống ba người họ, họ đã không nghĩ mình sẽ quay lại. Các anh bị điên sao? Tôi muốn về nhà với vợ con mình. Với vợ con anh và anh nữa, cũng muốn gặp con mình sao? Này, mọi chuyện ổn không? Có, chúng tôi đang đến người. Đám lợn Ukraine. Nghe đây, có đúng là đám lính Nga được chôn bí mật sau khi chúng tới Donbass không? Anh nói gì cơ? Các anh cư xử tử tế. Chúng tôi có súng. Các người cũng thế. Chúng tôi cũng thế. Cười với nhau nào. Anh còn phải đếm bao lâu nữa? Ở đây tôi sẽ đi kiểm tra bọn họ. Chúng ta sẽ đi cùng nhau. Hay tôi nên nói thế ở Nga? Macho, nếu cần thiết, giết hắn đi. Thôi nào. Mọi chuyện ổn. Đưa người của chúng ta ra. Chúng đi. Đưa tới chỗ cái xe. Có chuyện gì? Chúng tôi đang đến người. Đồ cuồng toán dở hơi. Đi thôi. Các cậu bé về rồi. Làm tốt lắm. Cẩn thận, cẩn thận đó. Chết đi Marco. Anh biết lái xe không? Tôi chỉ lái được xe tự động thôi. Cảm ơn vì chuyến đi kinh hoàng. Xin chào.
Vụ trao đổi thế nào rồi? Bình thường. Mượt. Như người Nga nói. Có bao nhiêu cái hộp? Có 8. Giờ chỉ còn 7. Bao nhiêu? 7. Ôi trời. Tôi biết ai. Ai? Là tên ly khai đáng chết đó. Cho tôi biết chỗ của hắn. Được rồi, đi thôi. Quái quỷ thật. Sao anh để hắn ở đây? Tôi nghĩ anh muốn nói chuyện với hắn. Có vẻ anh đã nói thay rồi. Tôi chỉ nói vài từ thôi. Gọi Menton đi. Đã rõ. Ra điều đó làm tôi thành gì? Một tên dở hơi sao? Các cô gái không thích tôi, hiểu chứ? Anh hiểu không? Phụ nữ không thích tôi. Nhưng tra tấn là thứ tuyệt nhất. Tôi đã bị tra tấn rất nhiều lần. Chúng bỏ bịt mắt tôi, rồi tuyên bố phán quyết, đặt một khẩu súng sau đầu cho đến khi tôi đái ra quần. Và chúng đã làm thế 7 lần. Và người mà hôm nay tôi không giết tên là Swat. Muốn biết anh ta giúp tôi vào đâu không? Muốn thấy không? Muốn thấy không? Tôi đùa thôi. Chỉ là một trò đùa. Nhìn này. Nhìn đẹp đúng không? Quá tệ là tôi không thể thấy được. Tôi chỉ có thể cảm nhận thôi. Trông nó thế nào? Giống một bức họa xinh kinh không? Hay giống một bản đồ? Bình tĩnh người anh em. Tôi không cãi nhau với anh. Anh nghe tôi nói không? Hôm nay ngày bao nhiêu rồi? Thứ sáu. Ngày mai là cuối tuần. Các anh có kế hoạch gì? Có lẽ chúng ta nên tới công viên và đi đua quay chăng? Lần cuối anh ngủ khi nào? Gì cơ? Tôi hỏi lần cuối anh ngủ là khi nào? Tôi ngủ đủ mà. Tôi ngủ ngon. Tôi ôm Natasha của mình và ngủ như một con lười. Bắn ta và đi chết đi. Anh đã sẵn sàng chết chưa? Vì Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Hay anh chiến đấu vì điều gì? Vì độc lập tự do. Không. Tôi chiến đấu vì độc lập tự do. Còn anh là kẻ phản bội chia cắt đất nước. Đất nước của tôi đã bị chia cắt từ những năm 90. Ý anh là Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết. Tôi phải làm anh bất ngờ. Đất nước đó không còn tồn tại nữa. Chỉ vì những người như anh. Trước khi tôi đưa anh tới Cục An ninh Quốc gia, tôi sẽ dạy anh bài học lịch sử. Tôi biết rõ lịch sử của mình. Ông tôi tham gia chiến tranh. Cha tôi là thợ mỏ. Họ đều trung thực và không trộm cắp. Tin vào đất nước của mình. Tôi muốn quay lại đất nước tuyệt vời, bảo vệ dân cư, chứ không phải cướp từ họ.
Cha anh mất năm bao nhiêu tuổi? 51. Còn cha tôi là 53. Ông ấy cũng là thợ mỏ. Ông ấy làm việc ở mỏ Chevotihat cả đời mình. Ở Tây Ukraine, thợ mỏ cũng chết trẻ. Có bao nhiêu đồng nghiệp của cha anh sống tới năm 60 tuổi? Đây là thống kê từ đất nước yêu dấu của anh. Và anh nói đất nước chăm sóc mình. Chính phủ thay đổi gì trong 25 năm? Chính phủ của anh đã làm được gì? Đó là lý do có Maidan. Vì không có gì thay đổi cả. Đó là Maidan giúp con và cha mẹ chúng ta sống lâu hơn. Tôi quan tâm tới mục đích cao quý của anh, cũng như anh quan tâm tới của chúng tôi. Nếu chúng ta nói chuyện 25 năm trước, có lẽ chúng ta đã nhận ra mình có chung mục đích. Chính xác là các anh loại trừ chúng tôi. Vậy sao các anh để những kẻ xâm lược vào bên trong đất nước? Giờ chúng ta phải bảo vệ nó hay phải đổi quốc kỳ? Chúng tôi không thể tự đối phó với dịch phát xít và chúng tôi để chúng vào. Anh làm ở đâu trước cuộc chiến? Ở một nhà máy. Một kỹ thuật viên. Giáo dục bậc cao. Và anh đang nói với tôi về dịch phát xít. Thế tôi nói về giá trị người châu Âu sao? Thật nhảm nhí, tôi không tin nó. Chỉ là một vỏ bọc đẹp đẽ màu mè để bắt đầu chiến tranh và chia rẽ các nước anh em, để khiến những kẻ yếu hơn thực sự đấu tranh cho mục đích cao quý của mình. Tại sao anh không đưa ra kết luận về các cuộc chiến Chechnya, Abkhazia, Georgia, những cuộc chiến mà các quốc gia anh em của anh đã khai mào? Tôi không quan tâm nữa. Tôi mệt mỏi rồi. Đưa tôi một điếu. Được rồi. Cảm ơn. Anh có muốn được trao danh hiệu không? Dĩ nhiên. Rồi họ sẽ tìm tôi để trao lần nữa. Cách mạng ăn chính con mình đúng không? Còn các anh thì sao? Chúng tôi cũng thế. Anh biết rất rõ. Bọn đi đó gửi chúng tôi tới đây để chết. Seben, để tôi về nhà. Anh không phải kẻ thù của tôi sao? Tôi không thể để anh đi. Tôi không biết. Chiến cấp dưới của anh nghĩ anh thật cao quý. Anh ta cũng sẽ trở thành một Nazi. Anh không biết cách hỏi lịch sự. Anh phải làm tôi thấy tội nghiệp cho anh. Chẳng hạn kể với tôi về mẹ anh, về con anh. Tôi có cả mẹ và lũ trẻ. Nhưng tôi sẽ không kể với anh về họ. Đúng thế. Bởi vì tôi rất máu lạnh. Nhưng anh có thể hỏi cộng sự của tôi. Tuy nhiên cũng không cần thiết. Dù sao thì anh ấy cũng sẵn sàng thả anh. Tôi nói đúng không, Mazo? Làm cách này đi. Để anh ta về nhà đi. Đã rõ. Anh có thể về. Cha của tôi
khi còn trẻ đã xung phong đi chiến đấu. Và từ nhà tù của Đức ông đến thẳng nhà tù Xô Viết. Để anh ta đi đi. Hiểu chứ? Để anh ta đi đi, hiểu chứ? Đã rõ. Không nên vậy. Đó là người của hắn. Anh biết về điều này. Tôi chắc 99%. Và anh cố tình để anh ta đi. Anh đã để anh ta đi. Tôi cũng thế. Vẫn còn 1% cơ hội. Thế là rất nhiều. Theo như nguồn tin chưa xác nhận, quân Ly Khai sẽ sử dụng Buratino vào nửa đêm. Các anh cũng biết, kết thúc rồi. Không có mệnh lệnh rời sân bay. Nhưng nếu có ai quyết định đi, tôi sẽ hiểu. Tôi rất muốn tới phòng tắm hơi hôm nay. Tôi không muốn đi đâu hôm nay cả. Còn tôi rất sợ bóng tối. Tôi phải trông chừng tất cả các anh. Thật là kinh ngạc. Các anh không phải người mà là người máy. Kiborg. Này, ta đi Ucha, mày là động vật. Mày có bản năng. Sao mày không mang mấy đứa con và đi đi? Tôi có một chỗ giấu đồ ở nhà. Không ai biết về nó cả. Tôi có hàng ngàn đô ở đó. Tôi đã tiết kiệm và giờ tôi nghĩ có lẽ tôi nên gọi và bảo họ về chỗ giấu gì. Nếu không, họ sẽ không tìm thấy nó. Anh nghĩ sao tôi nên gọi không? Gọi đi. Nếu không có gì xảy ra, vợ và con dâu tôi sẽ cãi nhau vì chỗ tiền. Hoặc họ sẽ mua mấy thứ dớ dẫn. Không, tôi sẽ không gọi. Vậy thì đừng gọi. Nhưng vợ có chuyện gì thì sao? Có chuyện gì buồn cười. Số tiền sẽ bị lãng phí. Tôi nghĩ tôi sẽ gọi điện. Vậy gọi đi. Anh định gọi về cho gia đình không? Gia đình tôi ở đây. Thôi nào, lặp lại theo bố. Trên mảnh sân, cạnh ngôi nhà, mèo bị chuột tấn công. Bí ngô trèo qua hàng rào, để lại đám cà rốt, cầm cỏ đằng sau. Phải. Và máy nhà bay ra khỏi nhà kho, chỉ để hạ cánh trên đầu chim sẻ, trong chuồng ngay cạnh cửa sổ. Cá vàng bắt đầu hát len ken.
Чуєш, мажор? Кажуть, тобі з дому... Họ có biết tại sao mọi thứ trở nên tồi tệ như vậy không? Này Macho, sao anh không chơi một bài đi? Tôi không thể chịu được sự im lặng này nữa. Tôi nói với anh rồi, tôi bị chấn động và tôi không thể nghe chính xác. Nhưng anh có thể nghe thấy tôi. Anh không phải âm nhạc. Tệ quá. Tôi sẽ nghe anh. Tôi đang có tâm trạng u sầu. Bố tôi cũng đã từng bảo chúng sử dụng Buratino ở Afghanistan. Chúng không thể chạm tới làng núi nên chúng đã cho nổ tung. Nó thiêu rụi mọi vật sống trong bán kính 3 km. Vì thứ dớ dẫn này đã có rất nhiều người chết. Bố tôi không muốn nói về chuyện đó. Không sai khi nói con cái sẽ phải trả nợ tội lỗi cho bố mẹ. Thứ dớ dẫn đó đã bị cấm bởi luật quốc tế. Chỉ có bộ người Nga sản xuất nó. Anh đang gọi ai à? 6 giờ sáng. Không. Tôi chỉ muốn cái like cuối cùng. Cái like cuối cùng nghe tệ trong trường hợp này. Tùy xem anh muốn gì. Có người cầu nguyện trước khi chết. Có người viết thư. Tôi chọn cách để lại like. Còn anh thì sao? Tôi đã cố cầu nguyện nhưng tôi không thể làm thế nữa. Anh biết đấy. Từ khi cuộc chiến bắt đầu, tôi luôn tự hỏi một câu đơn giản. Tại sao bên nào cũng nghĩ là họ tốt đấu lại với bọn xấu? Mỗi bên tới cuộc chiến nói rằng Chúa ở bên mình. Tôi không thể thấy Chúa ở đây. Tôi sẽ chết mất. Cái gì thế? Chỉ có xe tăng. Chỉ có mấy cái xe tăng nhảm gì? Không thể nào. Để tôi xem. Mọi người, xe tăng. Ông già. Ở Bacalo vẫn chưa dùng Buratino. Thì sao nào? Là xe tăng. Chỉ có cái xe tăng nhảm gì? Và chúng ta đã giết gì chút rồi. Khi tôi chết, hãy chung tôi thật cao trên một ngọn đồi lâu đời. Ở Ukraine, mến thương của tôi, những vùng đất dốc vô tận, nơi người ta có thể nhìn thấy dùng dốc lúa mì trải rộng. Bờ biển dốc đứng ở Dnipro. Chết nghẹt đi, lũ quái quỷ ly khai. Chúng ta sẽ chiến đấu với chúng. Máu của những người đàn ông. Sau đó tôi sẽ rời Greenland và những ngọn đồi mãi mãi. Để lại tất cả phía sau, bay lên cho đến trước ngai vàng của Thiên Chúa. Được rồi. Chúng ta sẽ báo hành động của mình với chỉ huy và vào vị trí. Đi làm việc thôi. Đám ly khai đáng chết. Khu đó, khu dịch tả. Cai quả 100m về bên phải. Mike. Gần hơn 50m anh bạn. Được rồi, bắt đầu thôi. Rồi hết súng rồi. Xe bên, hết. Xe bên đây, nói đi. Trụ sở đang lo lắng. Họ nói khai quả là vi phạm lần nữa. Thật nhục nhã. Chúng ta nên làm gì với đám xâm lược? Đừng phạt chúng thật tàn bạo. Đã rõ. Hết. Chúng ta nên đừng phạt chúng không? Rõ chứ, tiến lên. Đi thôi, ra tới đây, giữ vị trí. Đi thôi.
người, nhanh lên. Ra tới đây, nhanh lên. Ra tới đây, chúng ta cần giúp. Đang làm gì thế? Em lấy này đủ đáng chết. Tôi sẽ đang lên mạng. Tôi là một anh hùng. Và sau đó anh sẽ tên nhạc vào sau. Giữ lấy Saturday. Được rồi, được rồi. Ở lại. Chúng tôi sẽ hỗ trợ. Đã rõ. Anh còn sống không? Nhanh nào, anh bạn, nhanh lên. Ít ra anh có thể chụp tự sướng một kiểu. Tôi thậm chí đã đăng rồi. 23.000 like trong nửa giờ. Vợ tôi đã hủy kết bạn trong kết bạn lại. Rồi cô ấy gọi lại và làm hỏng điện thoại. Vợ cô ấy dùng điện thoại bạn gọi điện và khóc lóc. Anh chỉ là một đứa trẻ to xác. Giờ anh đang rất lo lắng. Ông không thể tưởng tượng những cuộc gọi ấy của chúng tôi sau những trận như vậy. Chúng tôi nên đi ra ngoài không? Chúng ta phải đưa anh ấy ra khỏi đây. Viên đạn rất sâu. Marshall, anh đưa sao tới đây tới chỗ biết kia được chứ? Tại sao là tôi? Cậu sợ à? Đừng lo, cậu rất may mắn, sẽ ổn thôi. Seven, kiểu lừa đảo gì vậy? Tôi không sợ hãi và tôi không may mắn. Marshall, không phải lừa đảo mà là mệnh lệnh. Sao tới đây phải đợi sân bay ngay lập tức? Là vấn đề sinh tử, anh hiểu chứ? Seven, anh ấy cần phẫu thuật khẩn cấp. Nói tôi biết đi, tôi hành động tệ lắm sao? Cho này nghĩ thế. Tất cả mọi người đều ở lại. Stephen, tôi không mệt, tôi biết. Anh luôn nghĩ có gì đó không ổn với tôi. Chắc chắn có điều không ổn với anh. Anh liên tục trái lệnh tôi. Nơi này không dành cho anh, hiểu chứ? Tôi sẽ dành chỗ cho những người lính xứng đáng. Đi đi. Anh biết Anton Yasnitsky không? Đã nghe nhạc của anh ấy chưa? Rồi. Anh ấy đã thắng một cuộc thi quốc tế. Giờ tôi gửi anh ấy đi đấu với xe tăng. Mento, tôi sẽ chuẩn bị để Saturday chuyển đi. Có cần như vậy không? Có cần phải đi không? Sao anh lại lo lắng? Khi anh cảm thấy khỏe hơn, chúng tôi sẽ đợi anh. Phải, tôi sẽ quay lại, chắc chắn. Tôi sẽ ở lại. Anh ấy ổn không? Không. Xin chào. Bố rất vui được nghe giọng con gái đáng yêu của mình. Bố ổn. Bọn bố đang nghỉ ngơi. Còn khỏe không? Lớp ngôn ngữ Nga. Bố chỉ biết Pushkin. Bài này. Một cây sồi xanh đứng cạnh đại dương. Một sợi xích vàng quấn quanh nó. Bước sang phải, kể một câu chuyện. Bước sang trái, hát một giai điệu. Có những phép màu. Alo, con yêu. Kết nối kiểu gì không biết. Điên thật. Alo, con yêu. Này Sivok, vinh quang tới Ukraine.
Як? Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Донечка. Thế nào? Là con gái anh ta. Tôi không thể làm được. Chào Sonia. Không phải bố. Mẹ có nhà không? Bảo mẹ nghe điện thoại. Có ai khác chở tôi không? Vào trong đi. Sao tôi đi? Chúc may mắn. Cô dẫn vào, sao tôi đi, chúng ta sẽ làm được. Là một thương vong mà. Phải, nhưng anh ta vẫn ấm. Nhìn như bị nhiễm trùng. Gì cơ? Máu bị độc. Major cuối cùng cũng tới được chỗ anh ta. Trời ơi. Nhân danh cha và con trai hồn thánh. Amen. Đưa anh ta tới bệnh xá. Nhanh lên. Ta nghe nói có người chết. Serpent, người anh em. Ôi Chúa ơi, chúng ta cầu nguyện tới con. Những người lính đã chết trong trận chiến sẽ được nhớ ở quốc gia của các con. Gặp họ ở thiên đường của con với tư cách những liệt sĩ đã chiến đấu cho chúng ta. Hãy thương xót họ
vì họ đã hy sinh những gì tốt đẹp nhất cuộc đời cho sự độc lập của Ukraine, cho gia đình và những người bạn. Không có tình yêu nào vĩ đại hơn là tình yêu đã khiến con hy sinh mạng sống của mình vì mạng sống những người bạn của mình. Bây giờ và mãi mãi về sau, hãy yên nghỉ. Amen. Amen. Trước khi các cậu vào đội của tôi, tôi muốn nghe về động lực của các cậu. Tại sao các cậu tới đây? Sao không ở nhà với vợ và mẹ mình với công việc của mình? Các cậu có thể hiểu ít ở bất kỳ đâu. Sao các cậu nghĩ mình phải ở đây? Tôi không thể chỉ ngồi ở nhà và đọc tin trên Facebook. Được rồi, tôi là người Crimea, tôi phải ở đây. Được rồi, tôi quên kèn trumpet của mình ở đây. Tên đáng chết Mazo, nhìn cậu đi. Tôi biết cậu sẽ quay lại mà. Mọi người, Mazo rất tuyệt. Cháu gái của tôi đã ra đời trong lúc cậu đi. Tuyệt lắm. Rất tuyệt. Vậy bây giờ đi tham quan chứ? Đi theo tôi. Chúng tôi cũng gọi nơi này là phòng tiệc. Đôi lúc chúng tôi tổ chức tiệc ở đây và chúng tôi nhảy, đều nhảy du. Đi thôi nào. Як навколо світає, і як сніг неймовірно блищить, не спіши, най вона зачекає, ще так у житті не сказав і за крок до відважної смерті будь таким яким Бог тебе знав і поглянь як навколо світає і як сніг Вірно блищить, не спіши, най вона зачекає, ще мить, не спіши, вже весна наступає, замить.